Xin chào các bạn. Chúc các bạn cùng gia đình cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục cập nhật thông tin về cầu Thủ Thiêm 2. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày 26 tháng 6, dầm cầu số 11 đã được đơn vị lai rắt từ Vũng Tàu cập bến và được neo đậu ngay cạnh công trình. Như vậy, trong tuần tới đơn vị thi công sẽ tiếp tục thực hiện công tác nâng dầm, lắp đặt dầm số 11 và tiếp tục căng kéo bộ cáp dây văng số 11. Hiện dầm cầu vẫn được neo đậu cạnh công trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Trước đó, đơn vị thi công đã lắp đặt và căng kéo xong bộ cáp số 10. Hiện dầm cầu vẫn được neo đậu cạnh công trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Các bạn chú ý theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi. Chúc các bạn cùng gia đình cuối tuần vui vẻ và bình an. Xin chân thành cảm ơn. Kể từ khi cầu Thủ Thiêm 2 tái khởi công đến nay đã hơn 2 tháng, nhiều bạn rất vui khi chứng kiến cảnh các công nhân và kỹ sư ngày đêm thi công, cảnh đi lại, cảnh nâng dầm, cảnh căng dây kéo cáp trên công trường đã phần nào cho chúng ta thấy tiến độ của cầu Thủ Thiêm 2 thực sự khởi sắc hoàn toàn sau một giấc ngủ đông xuân kéo dài. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, đơn vị thi công đã nâng dầm số 10 phía bên quận 1 và sau đó chiều ngày 17 tháng 6, đơn vị thi công tiến hành kéo bộ đôi cáp số 10 phía bên Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Đến sáng ngày 21 tháng 6, đơn vị thi công tiếp tục căng kéo bộ đôi cáp số 10 phía bên quận 1. Đơn vị lai rắt dầm cầu cho biết, dầm cầu được gia công ở Hải Phòng đã được vận chuyển và lưu bãi tại Vũng Tàu, mỗi dầm cầu nặng hơn 90 tấn. Có chiều rộng ngang hơn 30m và chiều dài dọc khoảng 5m. Quá trình lai rắt từ Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh mất khoảng 5 tiếng. Quá trình nâng dầm cầu kéo dài khoảng 4 tiếng. Hiện đơn vị thi công đã kéo và căng chỉnh xong bộ cáp số 10. Trong thời gian tới, đơn vị thi công sẽ tiếp tục lắp dầm và căng kéo các bộ cáp số 11, 12, 13 và 14. Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên các công nhân, kỹ sư và chuyên gia gặp không ít khó khăn về nhân lực, vừa phân chia ca kíp, vừa bố trí công việc sao cho hợp lý, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa phải đảm bảo kỹ thuật và tiến độ. Như vậy, trong vòng một tuần đơn, vị thi công đã thực hiện việc nâng lắp dầm và căng kéo bộ cáp dây văng số 10. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 để các bạn nắm bắt được tình hình và tiến độ của công trình tuyệt đẹp này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi. Chúc các bạn cùng gia đình mạnh khỏe, vui vẻ và an toàn. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Thank you.